Hello, chị Lê xin chào tất cả các bạn. Trở lại với kênh của chị Lê. Bữa nay mình chia sẻ cho các bạn, mình sẽ trồng rau bạc hà vào một cái bình soda bằng nhựa. Đây là bình soda mình đây. Sau cái video này các bạn, nếu mà các bạn thấy hữu ích và hấp dẫn, các bạn hãy chia sẻ, nhấn nút like và ủng hộ kênh của chị Lê. Xin mời các bạn theo dõi video của mình nhé. Thank you.
Chúng ta tưới nước mỗi ngày như vậy. Và xịt nước liên tục mỗi ngày. Có thể thấy rễ nè, rễ rất là nhiều. Rễ cây đây, rễ cây rất là nhiều. Okay, let me cut. Wow, smell good. Okay, that's good. Bao nhiêu đây? Ok. Bye bye.